Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban tha tội cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lòng ăn năn thống hối, thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2023. Vâng, lạy Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Người tin lành nói Hội Thánh Roma thờ mặt trời và vu vạ nhiều điều khác để chạy tội chống Chúa. Thưa linh mục nói như thế là sai rồi. Thiên Chúa soi sáng cho các giáo hoàng để công bố ngày lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Bởi vì Chúa sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 132, chứ không phải như linh mục nói. Bởi vì Đức Mẹ đã dạy con như thế. Và trong thời gian đó, Hội Thánh chinh phục những người Man Di và họ thờ thần mặt trời vào ngày 25 tháng 12. Nên về sau này, Lạc giáo Tin Lành xuyên tạc lịch sử, nói rằng Hội Thánh Công giáo thờ thần mặt trời. Thật là tức cười. Hội Thánh Công giáo do Đức Chúa Giêsu thành lập trên nền tảng 12 thánh tông độ mà lại đi thờ thần mặt trời sao? Ôi, những người tin lành thật là kém hiểu biết. Xin ngưng ở đây một chút để nói thêm. Là trước khi người tin lành chống lại Chúa, ly khai để đi lấy vợ đó, thì làm gì có cái những cái tin tức như thế này, cái thông tin như thế này, cái xuyên tạc như thế này. Về sau này thì mới có, rồi là nói đủ mọi thứ xuyên tạc. Lại còn có những người tin lành nhận là mình là hội thánh của Chúa từ ban đầu. Đó, thật là trơ trẽn. Nếu không có Hội Thánh Công giáo gìn giữ giáo lý và truyền thống cho tới khi mà ông Martin Luther đó, ông ấy được Hội Thánh Công giáo đào tạo thành linh mục để rồi sau này phản bội đó, thì Hội Thánh đã bị tiêu diệt rồi. Cứ như kiểu là cứ có cái gì mà không hiểu hay là chống lại người mà Thiên Chúa đã đặt định là chống lại quyền Phêrô đó, thì làm gì còn hội thánh để mà cho ông Martin Luther mà được đào tạo làm thành linh mục. Thật là thiếu hiểu biết. Con xin đọc tiếp. Xin minh định với người anh em. Con xin lặp lại. Nên về sau này, Lạc giáo Tin Lành xuyên tạc lịch sử nói rằng Hội Thánh Công giáo thờ thần mặt trời. Thật là tức cười. Hội Thánh Công giáo do Đức Chúa Giêsu thành lập trên nền tảng 12 thánh tông độ mà lại đi thờ thần mặt trời sao? Ôi, những người tin lành thật là kém hiểu biết.
xin minh định với người anh em tin lành rằng chúng tôi không có ác ý. Tất cả những gì chúng tôi nói lên là nói lên sự thật để giúp người anh em tin lành nhận ra sai lầm của mình mà quay về với chân lý của Thiên Chúa, để tất cả mọi người chúng ta phải nên thánh. Bởi vì mệnh lệnh của Thiên Chúa là chúng ta phải nên thánh. Không phải những kẻ nói lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng phải làm theo thánh ý Cha, nghĩa là chúng ta phải nên thánh. Chứ không phải là giữ lễ vượt qua hay giữ ngày Sa-bát hay gì khác, như anh em đã hiểu sai. Nhưng là phải nên thánh. Thế mà ông Martin Luther nói rằng sự đạo đức thánh thiện không cần thiết. Nói thế thì sai Kinh Thánh rồi. Nhưng rất nhiều người không hiểu Kinh Thánh nên không biết ông ta sai. Nếu không chịu rèn luyện nhân đức thì không thể nên thánh được. Ai không biết cứ rao giảng tầm bậy thì nên gương mù đáng đeo đá vào cổ mà quăng xuống biển. Như trong mặc khải của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Van Tocta là mặc khải tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Bộ sách mặc khải này gồm 14 quyển, chứa đựng nhiều lời dạy dỗ cao siêu của Đức Chúa Giêsu trong mười mấy nghìn trang giấy. Chúa phán: Thầy, Thầy luôn luôn là ngọn đèn cháy sáng. Thầy muốn các con cũng như vậy. Phêrô: Thầy là ánh sáng muôn đời. Con có biết Thầy sinh ra đúng vào ngày 25 tháng Cát Lơ không? Nhưng những bè phái kiêu căng phản loạn ly khai và tin lành, chống đối lại Thiên Chúa khi không vâng phục quyền bính Phêrô mà Thiên Chúa đã 4 lần đặt định. Họ đã ly khai ra khỏi Hội Thánh đều là để đi lấy vợ. Trước đó là chính thống giáo, rồi tới tin lành, sau là anh giáo. Tất cả đã kiêu căng phản loạn ly khai đều là để đi lấy vợ. Họ đọc Kinh Thánh nhưng họ không hiểu, vì họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên họ không được ban cho hiểu. Lời Chúa đã phán dạy Matthew 19 câu 11 đến 12: Nhưng Ngài nói với họ, không phải mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai điều ấy đã được ban cho. Vì có những người yêm hoạn bởi tự lòng mẹ đã sinh ra như vậy, và có những người yêm hoạn bởi người ta làm cho nên yêm hoạn, và có những người yêm hoạn bởi mình làm cho mình thành yêm hoạn vì nước trời. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy. Những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì không được ban cho hiểu. Nhưng Chúa đã xác nhận, không phải mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai điều ấy đã được ban cho. Người được ban cho hiểu là người biết tự mình làm cho mình thành yêm hoạn vì lòng kính yêu Thiên Chúa. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy. Vậy thì những người đã cả gan chống lại Thiên Chúa để đi lấy vợ là những người không hiểu lời Chúa, vì họ không được ban cho hiểu. Đó là chính thống giáo, tin lành và anh giáo và những người lạc giáo khác, là những người không được ban cho hiểu nên họ đã to gan chống lại Thiên Chúa khi họ không vâng phục quyền bính Phêrô mà Thiên Chúa đã 4 lần đặt định. Họ cương quyết ly khai để đi lấy vợ. Dù trước khi kêu căng phản loạn ly khai thì họ đã vâng lời Thiên Chúa dạy họ là hãy làm việc này mà nhớ đến ta.
Ngày nào họ cũng dâng lễ và đọc kinh thần phụ. Nhưng sau khi lấy vợ thì họ vâng lời vợ và nói chỉ cần tin là được Chúa cứu, không cần phải đạo đức thánh thiện làm gì nữa. Thế là họ không vâng lời Chúa nữa, không dâng lễ hàng ngày để hàng ngày được nhớ đến Chúa nữa. Họ chỉ làm việc vợ họ bảo phải làm hàng ngày để nhớ đến vợ thôi. Ba ngôi Thiên Chúa rất đau buồn vì đã bị rất nhiều người phản bội. Ba ngôi Thiên Chúa đang mong họ quay về với Ngài. Xin nói với các anh em tin lành và với tất cả mọi người, Hội Thánh Công Giáo có trong tay danh sách 266 giáo hoàng, từ giáo hoàng Thánh Phêrô cho tới giáo hoàng Phanxicô là giáo hoàng của quỷ hiện nay đó. Và vị giáo hoàng thứ 38 là Thánh Siricus đã vâng lời Thiên Chúa. Thánh Siricus đã ban hành luật linh mục độc thân là để vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải là thế kỷ 11 và vì vấn đề tài sản gì như những người không hiểu nói tầm bậy. Vì Chúa đã mời gọi chứ Chúa không bắt buộc, và chỉ những ai được ban cho hiểu những lời này thì mới hiểu mà thôi. Còn những người tin lành thì không hiểu nổi vì không được ban cho hiểu. Thiên Chúa chỉ ban cho những người có lòng kính yêu Thiên Chúa mà thôi. Và có những người yêm hoạn bởi mình làm cho mình thành yêm hoạn vì nước trời. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy. Không yêu thì không hiểu nổi đâu. Những linh mục công giáo là những người đã được ban cho hiểu. Và họ đã biết tự mình làm cho mình thành yêm hoạn vì lòng kính yêu Thiên Chúa. Ai hiểu nổi thì hãy lo mà hiểu lấy. Chúng con sắp mình tạ ơn Chúa. Chúa ban cho Hội Thánh Công Giáo hiểu được lời của Chúa. Bởi vậy nên vị giáo hoàng thứ 38 mới vâng lời Chúa ban hành luật linh mục độc thân để vinh danh Chúa. Thử hỏi rằng nếu không có như vậy thì Thiên Chúa xấu hổ vì chúng ta biết bao. Vì chúng ta còn thua những nhà sư yêu vì yêu kính Phật của họ mà sống độc thân để phục vụ những người Phật giáo. Mà chúng ta thì không được như vậy. Tự mình suy xét chúng ta cũng thấy cảm thấy xấu hổ nữa là. Và các linh mục sống độc thân là dâng hiến trọn vẹn trái tim bé nhỏ hèn hạ để phụng sự sự nghiệp tình yêu của Thiên Chúa là Cha tình yêu toàn năng yêu thương chúng con vô bờ. Đó, như vậy, những người tin lành chống lại Chúa để đi lấy vợ thì còn gì đâu, chỉ biết vợ thôi. Xấu hổ với những ông sư sãi đó. Rồi bây giờ đó là Francisco là giáo hoàng của quỷ còn mời người ta đến giảng Phật cho mình nghe, thế thì chết rồi, không còn gì nữa rồi. Vậy mà những người tin lành thích lắm, bởi vì ông ta theo giáo lý, ngã về giáo lý của tin lành rồi đó, là vào cái thời cuối này là tất cả là đang thờ quỷ, là như vậy đó. Xin đọc tiếp. Chúng ta phải làm vinh danh Thiên Chúa nè. Xin đọc tiếp. Và tất cả chúng ta ai cũng phải là muối, là men, là đèn ở trên giá, là thành ở trên núi không thể bị che khuất. Phải là ánh sáng chói lọi giữa thế gian để cho mọi người nhận biết và kính yêu Thiên Chúa.
Sau đây là hoạt động của Phaero 2 là tôi tớ của các tôi tớ tại Việt Nam. Phaero 2 công bố theo lệnh của Đức Chúa Thánh Thần. Năm 2020, Đức Mẹ dạy Hội Thánh công bố, dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh. Hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2023, Mẹ dạy Mai Sen mới của Mẹ công bố. Đức Chúa Giêsu sinh nhật đêm 24 tháng 12 năm 132. Đức Chúa Giêsu chịu khổ hình, chịu đóng đinh tử nạn ngày 09 tháng 04 năm 165. Đức Mẹ sinh ngày 29 tháng 9 năm 111. Đức Mẹ từ trần và được Thiên Chúa rước cả hồn và xác về thiên đàng ngày 02 tháng 07 năm 181. Chúng con sắp mình tạ ơn Chúa. Đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Thánh Thần công bố về ngày sinh của Chúa và Đức Mẹ. Điều mà từ xưa đến nay không ai biết thì Đức Mẹ đã mặc khải. Và con đã ghi chép lại và ngày công bố là ngày 1 tháng 5 năm 2023. Hôm nay con lập lại trong bài viết này. Những ai là con cái của Thiên Chúa thì sẽ nhận ra tiếng của Thiên Chúa qua ngôn sứ của Ngài. Chúng con sắp mình tạ ơn Chúa. Hết. Trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em trên thế giới đã lắng nghe. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Hết.